chương trình. Xin chào các quý vị, là bộ sưu tập hoàng kim của nhà thiết kế Tân Trang. Sống ngập tràn niềm vui nắng vàng với sức sống căng tràn của mùa hạ. Hoàng kim của đời người chính là mỗi người biết cách trở nên lộng lẫy, mỗi khoảnh khắc sống tràn ngập sự có mặt. Kính thưa quý vị, thời trang là nơi thể hiện thời hoàng kim đẹp đẽ ấy của đời người. Màu vàng của bộ sưu tập mang tên hoàng kim của nhà thiết kế nghệ nhân Nguyễn Thị Đoan Trang, CEO thương hiệu Theo May Đoan Trang, lấy cảm hứng từ triết lý phương Đông, xem màu vàng là hành thổ, nguồn gốc của vạn vật. Cô mong muốn hoàng kim của đời người luôn luôn xuất hiện trên mỗi bước đi tràn đầy tự tin qua trang phục được thiết kế độc đáo. Truyền thống qua những họa tiết cung đình và tình tiến đến tương lai với màu vàng tươi sáng từ những tia nắng sống chiếu qua đóa vàng mai trong thành nội Huế sao xuyến khi tà áo bay bay. Bộ sưu tập của nghệ nhân nhà thiết kế Đoan Trang khẳng định Huế kinh đô áo dài, Huế luôn luôn mới, đời người mỗi khoảnh khắc xinh đẹp tự tin đều là một khoảnh khắc đang sống trong thời hoàng kim. Hoàng kim. Thank you.
Trang. Chúng tôi kính mời nhà thiết kế Tân Trang lên